với chủ đề sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở. Sáng nay tại công viên Biên Hùng, thành phố Biên Hòa, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tổ chức lễ meeting kỷ niệm 15 năm ngày bảo hiểm y tế Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Thành, giám đốc phụ trách Bảo hiểm xã hội Đồng Nai cho biết, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của người dân được Nhà nước bảo hộ cho cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện vì mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Ngày 16 tháng 6 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 823 lấy ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày bảo hiểm y tế Việt Nam. Việc lấy ngày 1 tháng 7 hàng năm là ngày bảo hiểm y tế Việt Nam thể hiện ý chí và quyết tâm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, tạo điều kiện để mọi người dân được chăm sóc sức khỏe, đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hàng năm, ngày bảo hiểm y tế Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vì sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, vì an sinh đất nước, động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ nhân viên ngành y tế. Buổi lễ meeting diễn ra với các hoạt động chính như tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, truyền thông sân khấu hóa qua các tiểu phẩm tuyên truyền và trao sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia.